Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà đất Kiên Giang. Trong video clip này, Nhà đất Kiên Giang xin được giới thiệu với các bạn một căn nhà với kết cấu là nhà ở kim luôn, nhà trọ. Và căn nhà này tọa lạc trên vị trí mặt tiền đường Mặt Cũ thuộc phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá. Đường Mặt Cũ là con đường rộng rãi thoải mái với độ rộng mặt đường là 10m, xe ô tô ra vào rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì đây là một con đường sầm uất nhất của thành phố Rạch Giá với lưu lượng xe lưu thông rất là lớn, cho nên rất là thuận lợi khi các bạn sử dụng căn nhà này cho mục đích vừa ở vừa kinh doanh. Căn nhà sẽ có hướng chính là hướng tây bắc, và mặt trước thì chúng ta sẽ có kết cấu là một trệt và một lầu. Ở phía trước căn nhà thì chúng ta cũng sẽ có một vỉa hè với độ rộng khoảng 2m. Độ rộng này thì các bạn có thể đậu được một vài chiếc xe gắn máy. Đây chính là vị trí của đường Mặt Cũ khi mình nhìn từ ở vị trí của căn nhà. Như các bạn đã thấy thì lưu lượng xe lưu thông rất là lớn mỗi ngày. Tiềm năng về kinh doanh thì căn nhà này có đầy đủ. Ở phía trước mặt sân thì chủ nhà cũng cho thiết kế một mái che di động để che nắng che mưa và tạo bóng mát cho căn nhà. Căn nhà sẽ có phần cửa chính là cửa nhôm kết hợp với kính cường lực và được dán một cái lớp keo mờ. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng sân nhỏ nhỏ với độ rộng khoảng tầm 1m. Và phía sau cửa chính chúng ta sẽ có thêm một lớp cửa sắt và cửa kéo để tăng cường cái độ an toàn cho căn nhà. Về diện tích thì căn nhà sẽ có chiều ngang phía trước là 2,27m, chiều dài là khoảng 36m, và phía sau chúng ta sẽ có dạng chữ L với cái độ rộng là 5,5m. Tổng diện tích sử dụng là 138m2, loại đất là đất ở tại đô thị, thổ cư 100%. Và căn nhà cũng được thiết kế như là kiểu nhà vừa ở vừa có phòng trọ cho thuê tháng. Ở phần tường của khu vực tiếp tân, chúng ta cũng sẽ có một khoảng tường được viền một lớp gạch với tầm cao khoảng 1m2. Phía trên trần thì chủ nhà cho lợp lau phông, nhìn cũng còn rất là sạch sẽ cho bạn, rất là mới nha. Và không gian này chúng ta có độ rộng khoảng hơn 2m. Khu vực này thì chủ nhà bố trí để làm một cái quầy tiếp tân để nhận khách à. Và riêng tại khu vực này thì chủ nhà sẽ để lại một chiếc bàn để các bạn làm việc, còn tivi thì họ sẽ lấy đi. Phần nội thất nhìn chung thì sẽ có những món chủ nhà để lại, những món thì chủ nhà không mang đi, cho nên khi các bạn mua thì mình liên hệ trực tiếp với chủ nhà để mình trao đổi. Và ngay tại khu vực quầy tiếp tân, chúng ta cũng sẽ có một căn phòng vệ sinh với một không gian nho nhỏ đủ dùng. Bên trong thì có bồn cầu nè, rồi có vòi sen, có máy nóng lạnh. Phần trên thì được dán giấy dán tường, dưới thì ốp một lớp gạch men. Và nằm ở phía cuối phòng tiếp tân, chúng ta cũng sẽ có thêm một cánh cửa hậu. Cánh cửa này sẽ ngăn cách khu vực tiếp tân với khu vực các phòng trọ cho thuê phía sau. Và mình đang di chuyển dần về phía sau. Đây thì chúng ta sẽ có một cầu thang sắt để dẫn lên một căn phòng ở phía trên. Căn phòng này thì sẽ được bố trí để làm nơi nghỉ ngơi cho chủ nhà. Mình sẽ quay căn phòng này sau và mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn đi ra tham quan khu vực phía sau nhà. Đây là không gian phía sau đó bạn. Chúng ta vẫn sẽ có một cái chiều ngang là hơn 2m. Tại đây thì chúng ta sẽ có thêm một hệ cửa nữa, cửa sắt kính cường lực. Xung quanh thì được ốp gạch rất là sạch sẽ. Từ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào khu vực 4 căn phòng trọ được thiết kế để cho thuê hàng tháng. Các bạn cũng có thể bố trí thành một cái căn phòng để mình cho thuê trọ qua đêm, cũng rất là tiện lợi luôn. Phía trên thì được lợp lau phông rất là sạch sẽ nè. Khu vực này thì rộng rãi hơn một phía trước, với độ rộng mình ước chừng khoảng 3,5 m đến 4m. Và kết cấu căn nhà giống như là chữ L các bạn, tức là nó phía sau này nó sẽ phình to ra nè, với cái độ rộng lên đến 5,5 m. Và tại đây chúng ta sẽ có tất cả là 5 căn phòng để các bạn có thể cho thuê tháng hoặc là cho thuê trọ qua đêm tùy theo cái mục đích sử dụng của mình. Phía trên trần sẽ là hệ thống trần thạch cao kết hợp với đèn chiếu sáng. Đây chính là căn phòng số 1 với cái thiết kế cửa nhôm kính mờ. Bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng không gian với diện tích khoảng 9 đến 10 m2 tùy theo phòng. Phần tường thì được ốp một lớp gạch
với tầm cao có 1,5 m. Bên trong là trang bị máy lạnh nè, rồi chúng ta có một cái bàn gỗ nè, ghế gỗ nè, và có phòng vệ sinh riêng. Cả 4 phòng đều có phòng vệ sinh riêng, rất là tiện lợi. Đây, các bạn sẽ có đầy đủ bồn cầu, lavabo, gương soi, rồi vòi sen. Phần tường thì cũng được viền một lớp gạch với tầm cao khoảng 1,8 m. Mình sẽ quay sơ qua các căn phòng để cho các bạn xem, bởi vì kết cấu cũng giống nhau thôi. Chủ nhà đã cho xây dựng thành một cái phòng để cho thuê tháng. Trong phòng thứ hai thì chúng ta sẽ có hệ thống trần thạch cao phía trên, thiết kế rất đẹp mắt nè. Phần tường thì cũng được viền một lớp gạch với tầm cao khoảng 1,5 m. Có phòng vệ sinh ở bên trong. Chúng ta sẽ có vòi sen, bồn cầu, gương soi. Đây là không gian ở bên trong căn phòng thứ hai. Nhìn chung thì chủ nhà đã trang bị đầy đủ rồi, các bạn mua về và tiến hành cho thuê mà thôi. Tiếp theo, xin mời các bạn tham quan hai căn phòng còn lại được bố trí ở bên góc trái này. Đây chúng ta sẽ có hành lang dẫn đến vị trí của hai căn phòng này. Đây, hai căn phòng nằm ở bên cạnh nhau, được đánh số là số 3, số 4. Đây chính là bên trong căn phòng số 3. Mình sẽ quay nhanh để cho các bạn theo dõi. Tại vì kết cấu thì cũng giống nhau thôi. Đây phía trên là hệ thống trần thạch cao nè. Phần tường thì cũng được viền một lớp gạch với tầm cao khoảng 1,5 m. Đây chúng ta sẽ có cửa nhôm, kính mờ cho phòng vệ sinh nè. Bên trong thì cũng được ốp gạch với tầm cao khoảng 1,8 m nè. Rồi chúng ta có bồn cầu, vòi sen, gương soi. Và sau cùng sẽ là căn phòng thứ tư thuộc cái dãy 4 phòng trọ cho thuê. Đây, chúng ta cũng sẽ có một không gian rộng rãi thoải mái với đầy đủ các thiết bị từ tủ lạnh nè, giường nè, rồi tivi và phòng vệ sinh với đầy đủ các trang thiết bị. Và toàn bộ những cái phụ kiện mà hiện có trong cả 4 phòng trọ này thì chủ nhà sẽ để lại hết cho người mua để họ tiếp tục có quá trình kinh doanh, và họ sẽ không lấy lại bất kỳ thứ nào. Và sau cùng, xin mời các bạn lên tham quan khu vực căn phòng dành riêng cho chủ nhà trọ. Đây thì chủ nhà họ cũng bố trí một cái bồn nước nhựa đây nè, để tiện sử dụng nè. Đây chính là cầu thang dẫn lên phía trên phòng. Phía trên khu vực này thì chủ nhà cũng cho lắp một cái miếng nhựa để lấy bóng mát và vẫn lấy được ánh sáng. Và bây giờ xin mời các bạn lên tham quan khu vực căn phòng dành riêng cho chủ nhà trọ nha. Đây là không gian ở phía khu vực phòng dành cho chủ nhà trọ các bạn. Phía trên này thì được lợp tôn khung sắt, và khu vực này được chừa trống để các bạn có thể bố trí phơi quần áo, hoặc là mình bố trí thành một cái nơi để ngồi nghỉ ngơi thư giãn cũng rất là tốt luôn. Từ đây thì các bạn có thể quan sát xuống được khu vực ở phía dưới nè. Và chủ nhà cũng đây là một chiếc máy giặt để cho các bạn có thể sử dụng để giặt giũ cho khách khi họ có yêu cầu. Ở đây mình có thấy trang bị thêm một cái hệ tủ sắt nè, để đựng những cái món đồ linh tinh nè. Đây chính là cửa phòng với chất liệu cửa nhôm và kính. Đây là không gian bên trong phòng nè. Chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh với một không gian vừa đủ dùng, ốp gạch với tầm cao hơn 2 m nè. Rồi chúng ta sẽ có bồn cầu nè. Rồi ở đây có một cái vòi sen. Phía trên là hệ thống trần la phong, thấy cũng còn khá là mới. Khu vực này thì chủ nhà bố trí một cái gian bếp với một cái kệ bếp. Mặt bếp là đá nè. Rồi chủ nhà bố trí sẵn một cái bệ rửa cũng như là một cái bếp ga đây. Phía trên thì lắp những cái kệ gỗ. Nhìn chung thì một không gian vừa đủ dùng. Tiếp đó thì chúng ta sẽ có thêm một căn phòng ngủ ở phía trước, cũng với thiết kế cửa nhôm, kính mờ. Căn phòng này thì các bạn có thể để được một chiếc nệm nè. Phần tường thì cũng được viền một lớp gạch với tầm cao 1,2 m. Phía trên thì dán giấy dán tường. Phía trên nữa là hệ thống trần la phong. Và tại đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cánh cửa với chất liệu cửa nhôm, kính cường lực. Cánh cửa này sẽ dẫn các bạn đi ra phía ban công. Chúng ta sẽ có ban công ở phía trước tầng 1 với độ rộng khoảng 1 m, được bảo vệ bằng một cái lan can sắt
Từ đây thì các bạn có thể dễ dàng quan sát xuống được vị trí của đường mặt cũ, đoạn nằm ở phía trước căn nhà. Phía trên thì chủ nhà cũng cho lắp một mái che dạng nhựa màu xanh để che nắng che mưa, nhưng mà vẫn lấy được ánh sáng từ bên ngoài. Và đây là không gian ở bên trong căn phòng khi mình nhìn từ ở phía cửa chính. Và chưa hết, tại đây chúng ta sẽ có thêm một tầng gác ở phía trên. Tầng gác này các bạn có thể bố trí là một kho chứa đồ, hoặc là bố trí thêm một căn phòng ngủ cũng rất là tiện lợi luôn. Đây chính là cầu thang dẫn lên phía trên tầng gác. Và bây giờ mình đang có mặt ở khu vực tầng gác ở phía trên vị trí của phòng ngủ dành cho chủ nhà đó các bạn. Phía cuối chúng ta sẽ có cửa sổ để lấy gió lấy ánh sáng từ bên ngoài nè. Đây là khu vực ở phía trên trần rồi, cũng được lập la phong cách nhiệt. Và chúng ta sẽ có một căn phòng ngủ bên trong. Căn phòng với thiết kế cửa nhôm, kính mờ. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một căn phòng với độ rộng khoảng 7 đến 8 mét vuông. Có cửa sổ để lấy gió lấy ánh sáng từ bên ngoài nè. Rồi, như vậy là mình đã vừa giới thiệu với các bạn một căn nhà với kết cấu là nhà ở kim luôn nhà trọ. Căn nhà tọa lạc trên mặt tiền đường mặt cũ thuộc phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá. Con đường với lưu lượng xe rất là đông đúc, rất là thích hợp cho công việc kinh doanh. Và căn nhà có diện tích là ngang phía trước 2,27m, dạng chữ L, nó hậu phía sau là 5,55m, chiều dài tối đa là 36m, tổng diện tích sử dụng là 138m2, loại đất là đất ở tại đô thị, thổ cư 100%. Hướng chính của căn nhà là hướng Tây Bắc. Và hiện tại căn nhà đang được chủ nhà chào bán với mức giá là 1.800.000.000 đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn. Số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip, các bạn nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.